Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với hai võ sĩ ở hạng cân 48kg. Nhưng lần này là võ sĩ nữ thưa quý vị. Xin được chào đón. Với trận đấu này, võ sĩ đầu tiên góc này đó, Phạm Sophia. Trước mắt chúng ta là hai nữ võ sĩ có tuổi đời còn rất trẻ, dưới 18 tuổi. Sĩ góc đại đỏ của quận 7 tên là Phạm Sophia, một cô gái có khuôn mặt rất là xinh xắn mà kênh sau thể thao có được dịp tiếp xúc và gặp gỡ đôi ba lần. Và có lẽ là đây cũng là trong một trong những trận đấu gần đây nhất của Phạm Sophia. Mới đây thì có gặp huấn luyện viên trưởng của cô là Bùi Duy Định, người mới được MC xướng danh, thì nói là Phạm Sophia đã sang Canada. Mình không biết là sang học định cư hay là sang nghỉ hè. Thì bản thân Phạm Sophia có quốc tịch là Canada. Phạm Sophia thì cũng không hẳn là một võ sĩ thực sự ấn tượng trong tất cả những cái võ sĩ mà kênh Sao Thể Thao từng đưa lên. Tuy nhiên thì rõ ràng Phạm Sophia đang ở một cái tuổi rất đẹp của một cô thiếu nữ và có một khuôn mặt rất là xinh xắn. Ngoài ra thì đặc biệt là cô bé này lại chọn võ thuật đối kháng để tham dự, một điều khá là lạ so với mặt bằng chung các môn thể thao mà anh em tụi mình từng làm. Chính vì vậy khiến cho mỗi lần chứng kiến Phạm Sophia thi đấu thì không chụp thì quay, anh em đều cố gắng ghi lại những khoảnh khắc xinh xắn của cô bé vẫn chưa tròn 18 tuổi này. Như các khán giả anh em trên kênh, Phạm Sophia vẫn chưa 18 tuổi, cho nên là mình sẽ nói luôn để cho mọi người tránh hiểu lầm. Quay trở lại với sự kiện của quận 7 đứng ra tổ chức thì đây là mùa thứ hai. Mùa trước thì đánh ở phố đi bộ của quận 7 là gần Crescent Mall, và đó cũng là một sự kiện được cho là thành công với các trận thi đấu cổ truyền và kickboxing. Tuy nhiên thì sau đó thì đại dịch về và nhiều điều đã thay đổi. Chính vì vậy mà ban giám đốc của Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận 7 cũng cố gắng quyết tâm hết sức để mà giữ lại cái tên của giải đấu và tiếp tục cố gắng để tổ chức cho những sự kiện tiếp theo, dù quy mô có nhỏ hơn hay như thế nào đi nữa thì cũng là sự quyết tâm rất đáng ngợi khen dành cho Trung tâm Văn hóa Thể thao của quận 7. Và đây là một trận đấu mà mình đã ghi hình từ năm 2023. Nay có dịp lục lại thì mới thấy, cho nên là cũng muốn tranh thủ gửi đến với mọi người những cái thước phim này. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Cũng nói về kickboxing thì vào ngày 5 tháng 10 thì anh em ekip của Sao Thể Thao cũng sẽ lên đường sang Campuchia để chuẩn bị ghi hình cho các trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch châu Á sẽ diễn ra ở Phnom Penh, thủ đô của Campuchia, vào các ngày từ ngày 6 đến ngày 13, trong 7 ngày. Với 38 thành viên, trong đó có gần 30 võ sĩ, một giải đấu rất đáng được kỳ vọng. Và hy vọng rằng mọi người trên kênh Sao Thể Thao sẽ thích thú với các trận đấu sắp tới của các võ sĩ Việt Nam.
có lẽ bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để xem tiếp trận đấu giữa Phạm Sophia. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo trên kênh Sở Thể Thao. Hãy like, subscribe và bình luận để cho bọn mình biết những thứ mà mọi người đang quan tâm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh ơi, cô anh cầm mic anh. Yeah.
là võ sĩ gốc Đài Sơn Nguyễn Hồng Ngọc Ấn. Và với trận đấu này thì Phúc xin được kính mời ông Ngô Gia Định, trưởng môn phái Phiên Võ Đạo sẽ lên sàn đấu cùng với Thị Phúc ngay lúc này ạ. Và chúng ta cũng chờ đợi kết quả từ ban trọng tài. Thưa quý vị, đây là một trận đấu rất nảy lửa với hai võ sĩ nữ của chúng ta ngay tại hạng cân 48kg. Và như quý vị cũng đã thấy rất sôi nổi ạ. Và ngay lúc này ban trọng tài của chúng tôi đang kiểm tra lại kết quả để cho ra được một thông tin chính xác nhất. Và sẽ được thông tin lại với quý vị Phạm Sophia ạ, năm 2007 đến từ câu lạc bộ CPC Hút. Và huấn luyện viên của võ sĩ này ông Trần Văn Chiều. Nguyễn Hồng Ngọc Ánh sinh năm 2010 đến từ câu lạc bộ võ thuật Hoài Kim, huấn luyện viên ông Bùi Duy Định. Và ngay lúc này đã là kết quả từ ban trọng tài gửi lên sàn đấu. Xin được chúc mừng võ sĩ Nguyễn Hồng Ngọc Ánh ạ. Nguyễn Hồng Ngọc Ánh đã, võ sĩ gốc Đài Sơn đã giành giải chiến thắng trong trận đấu này. Và xin được mời ông có gia đình sẽ gửi chứng nhận và huân chương đến cho hai võ sĩ của chúng ta. Xin được chúc mừng võ sĩ gốc Đài Sơn Nguyễn Hồng Ngọc Ánh đã giành chiến thắng trong trận đấu này.